Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 5 trên 6 của bài 22 Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Cái đoạn đàm thoại và bài đọc thêm của bài 22 Thì cũng nhắc lại là mọi người nên học từ mới thật là kỹ Trước khi chúng ta vào phần này nha Đầu tiên chúng ta có một đoạn là Trời sư sĩ tờ trao phiền Trời sư sĩ tờ trao phiền Đây là bức ảnh của ai? Trong đoạn này gồm có hai người dường như họ là bạn của nhau. Trời sư sủy tờ trao phiền khởi gì khăn khăn mà. Trời sư sủy tờ trao phiền khởi gì khăn khăn mà. Đây là ảnh của ai vậy? Có thể xem được không? Có nghĩa là quà khởi gì khăn khăn mà. Tôi có thể xem một chút được không? Người kia trả lời khởi gì? Khởi gì? Được chứ. Thì cái người đầu tiên đó mới hỏi nè. Trơ lèn cơ rỉnh sư sủy. Tham ấn tôi hình xăng nịa. Trước liền có rễn sư sử Hai người này là ai? Tha mến tôi hình xác nhị Họ đều rất giống bạn Người Bê mới trả lời Trên bên tờ Sư của mẹ mẹ Hầu bên tờ Sư của chị chị Trên bên tờ Tức là trên bên tờ rễn Cái người phía trước Sư của mẹ mẹ Là em gái tôi Hầu bên tờ Có nghĩa là hầu bên tờ rễn Cái người ở phía sau Sư của chị chị Là chị tôi thì người A lại hỏi tiếp Tha mênh dẻ sư ta sẻ sân ma Tha mênh dẻ sư ta sẻ sân ma à, Họ cũng là sinh viên đại học phải không? Ta sẻ sân là sinh viên Thì người B mới trả lời Bù Ủa chè chè kênh hòa ma mà dĩ dàng Bù đây là không của chè chè kênh hòa ma mà dĩ dàng A kênh B dĩ dàng đấy Có nghĩa là chị tôi cũng giống như mẹ tôi Sư ta sẻ lào sứ sư. sư ta sẻ lào sứ là giáo viên ở đại học mấy mày kênh sư ta sẽ sơn mấy mày kênh sư ta sẽ sơn còn em gái thì cũng giống như tôi là sinh viên giống như tôi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha trời sư sĩ tờ khởi gì khăn khăn mà khởi gì cơ rỉnh sư 前边的是我妹妹，后边的是我姐姐。他们也是大学生吗？不，我姐姐跟我妈妈一样是大学老师。妹妹跟我一样是大学生。 Mình đọc lại một lần nữa cho mọi người nghe n h Đây 是谁的照片？可以看看吗？可以。这两个人是谁？他们都很像你。前边的是我妹妹，后边的是我姐姐。他们也是大学生吗？不，我姐姐跟我妈妈一样是大学老师，妹妹跟我一样是大学生。 Kế tiếp nữa chúng ta có một đoạn đàm thoại nữa với chủ đề là si ta là của mình xíu da nghiên cứu sinh ta là cô ấy là của mình xíu da nghiên cứu sinh là nghiên cứu sinh của khoa chúng tôi Si là khoa của mình xíu da nghiên cứu sinh ở đây cũng có a và b nói chuyện với nhau đầu tiên a hỏi đi ra sư nó quay xẻ chè ma đi ra sư nó quay xẻ chè ma bạn có quen biết cái cô gái kia không cái cô gái đó không? Na Wei, Người B mới trả lời, si 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 là nghiên cứu sinh của khoa chúng tôi đấy. Bỉ Cơ tức là thấp hơn tôi một lớp. Người A mới hỏi tiếp, Tha xem ủ tạo dĩ dàng. Tha xem ủ tạo dĩ dàng cô ấy giống như là diễn viên múa vậy vũ tạo dàn duyện theo tờ băng chỉ là theo tờ băng chỉ là nhảy hay cực kỳ sư bố sư đúng không người b mới trả lời sư à đúng vậy tha theo tờ thái băng là tha theo tờ thái băng là cô ấy nhảy hay quá rỉnh tràn tơ với hình phéo leng rỉnh tràn tơ dáng hình phéo lan tràn tơ mình có thể dịch thoáng là trong người trong cũng rất đẹp thì người a mới nói nì nẫn bún kể của mình che sao che sao nì nẫn bún kể mình che sao che bạn có thể giới thiệu một chút cho chúng tôi không hoặc là giới thiệu cho chúng tôi một chút không nì nẫn bún nẫn kể của mình che sao che sao người kia không có trả lời là được hay không mà hỏi một cách đùa là nì khan sang thá là bà khan sang tức là chấm hoặc là để ý nì khan sang thá là bà bạn để ý cô ấy rồi hả quả sàng kênh thá treo cơ phận vô treo vô là kết bạn quả sàng kênh thá treo cơ phận vô tôi muốn kết bạn với cô ấy xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nha 你认识那位小姐吗？是我们系的研究生，比我低一个年级。她像舞蹈演员一样，跳得棒极了，是不是？ 是啊，他跳的太棒了，人长得也很漂亮。你能不能给我们介绍介绍？你看上他了吧？我想跟他交个朋友。 đến đây chúng ta có một cái bài đọc à, cái tên của bài đọc là tha hủy lào giá là ông ấy về quê rồi tha hủy lào giá là mình sẽ đọc trước cho mọi người nghe à, sau đó rồi chúng ta cùng đọc lại nha mình đọc và giải thích lào quảng lưu sử xuê lào quảng lưu sử xuê ông vương à, 60 tuổi rồi duyển lại là vốn duyển lại sư cơ chi sơ sư chi duyển lại sư cơ chi sơ sư chi vốn là một tài xế uh, lái xe xe đây là xe hơi chi cho sư trí xin dài gì chính thuê siêu là xin dài ý chính thuê siêu là bây giờ đã gì chính là đã thuê siêu là đã, nghỉ hưu rồi tha sân thị hào chí là tha sân chí là sức khỏe của mấy rất tốt tức là mấy còn rất khỏe sĩ sì khoan trung trung hoa sĩ sì khoan trung trung hoa ông ấy thích trồng hoa một chút xanh xanh pu đi dạo một chút sai sai thái à, đi tắm nắng một chút Bố sĩ hoan súng chào tao hoàn tay trời bù tông Bố sĩ hoan súng chào tao hoàn không thích từ sáng đến tối tay trời bù tông cứ ngồi thừ ra và không hoạt động gì khởi sư thái giá trụ lỗ phản khởi sư tha giá lỗ vãng nhưng mà nhà của ông ấy là sống ở nhà chung cư lỗ vãng là nhà chung cư Mấy dù giờ mỹ dù yên giờ không có sân tha trẻ tờ bù thông khoai tha trẻ tờ bù thông khoai ông ấy cảm thấy không có dễ chịu không có thoải mái tha tờ lão gia trai nũng xuân tha tờ lão gia trai nũng xuân quê của ông ấy là ở nông thôn

Ông ấy rất là vui, ông ấy vui lắm. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Tha hủy lào giá là Lào quảng 60 tuổi. suy Yên lại sư gơ chi chơ sư gi Xên zài yì jing tui xiu là Tha sân thí hào 喜欢种种花，散散步，晒晒太阳。不喜欢从早到晚待着不动。可是他家住楼房，没有院子，他觉得不痛快。

他回老家了。老王六十岁，原来是个汽车司机，现在已经退休了。他身体好极了，喜欢种种花、散散步、晒晒太阳，不喜欢从早到晚待着不动。可是他家住楼房，没有院子，他觉得不痛快。